Rồi thì hôm nay em sẽ trình bày cái phần gọi là mapping các cái read. Hôm bữa là em là hướng dẫn mọi người là làm bên cái fast file, thì bữa nay em sẽ hướng dẫn làm bên cái mapping read. Mọi người thì em có share cho mọi người cái bài của em hôm nay, mọi người có thể download cũng được. Mọi người thấy cái file của em chưa? Thấy cái màn hình em Dạ, chưa? dạ thế rồi, dạ thế rồi. Chưa, ở đây rồi thế nào? Dạ rồi, thì bữa nay hôm trước á, cái pipeline này á, cái pipeline này của em đi thì cái này em nghĩ là dạng chắc là cơ bản thôi, tại vì cái pipeline này nếu mà sau này mình làm thì đôi khi nó sẽ còn một số cái bước phụ bên trong, nó nhiều nhiều cái bước nhỏ nữa, nhưng mà ở đây em nói chung để cho mọi người hình dung một cái bức tranh nó chung thôi. Thì cái chủ yếu là các cái bước làm chính. Thì hôm bữa là mình đã checking cái fast skill quality score rồi. Thì hôm nay em sẽ giảng tiếp tới cái phần đó là mapping grid. Thì hình như chị Nguyên là chị Nguyên ơi, hình như cái fast skill file đó chị checking cái quality score này chị rành chưa, chị nắm được chưa chị Nguyên? Chị làm theo hạnh với lại hiệp hướng dẫn á, rồi Dạ. chị ra đến đó rồi đó, còn rành Tức hay là chị ra kết quả rồi nhưng chưa biết kết quả dư nào đúng không? thì kết quả thì thường chỉ coi mấy cái đó nó nằm ở trên cái phân vùng màu xanh lá cây á chị, là ổn rồi đó chị, miễn sao nó đừng có đi xuống màu vàng với màu đỏ dưới là được. Cái khi mình giải trình tự ra xong á thì cái quality của mình miễn nó nằm trên cái phân vùng màu xanh á thì là ok. Ok, để chị ráng chị theo thử chứ từ từ đã. Không chị ơi, em hôm trước em nói rồi mà, em gửi trong cái file share tài liệu ấy là em chả hiểu, em lơ mơ nào em tìm được cái file đấy. Thì là từ trang 1 đến trang 12 là họ có giải thích rất cặn kẽ ý nghĩa của từng cái từ một dịch sang tiếng Việt luôn ấy. Họ cũng giải thích là cái biểu đồ như thế thì là như thế nào, kết quả như thế là tốt hay xấu, là nó có hết đấy chị. Cái file em gửi cuối cùng ở trong file share tài liệu ấy ạ. Có, chị thấy 50 mấy slide là có Không coi. thì em mới bảo là chị chỉ cần xem 12 trang đầu thôi ạ. Còn những trang sau đừng có xem. Quan trọng cái vai đấy là Vâng. có màu ba 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 màu và đỏ vàng xanh đúng Đúng không? Màu rồi. giao thông màu xanh xanh nhiều thì Chị chỉ ngon cần xem tốt. 12 trang đầu thôi ạ. Là nó giải thích cái kết quả của Fast QC á. Thôi tiếp đi, đang tiếp. Đồng chí ơi. Em nghĩ là anh Thắng chắc là record chắc chia ra hai bản anh Thắng, nếu mà anh thu luôn cái này chắc bài hơi dài ấy, tới tiếng mấy rồi, chắc là cái phần anh Hiệp Sau này đồng Nhưng mà chí Thanh sẽ cắt làm đôi, không sao đâu, em cứ ok. tiếp tục đi. Thế nào mọi người thấy dài thì stop nhé, bây giờ anh thấy bài nói thế là quá dài. Không sao, tại vì ông đang lên cơn thì tôi cứ để ông nói thôi, không sao Được rồi thì em tiếp tục cái đâu. phần của em thì cái nội dung của em trình bày bữa nay là có nhất là chắc có bốn phần. Đầu tiên là mapping grid, đó là cái Ok. gì? Rồi sau đó là cái sự khác biệt giữa mapping grid cho cái DNA và RNA. Thì rồi kế tiếp là em sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái mapping grid, các cái tool ở trên Galaxy, với lại sử dụng cái chương trình IGV này để mình xem cái chữ interpret này, em nghĩ là dịch ra là xem diễn giải gì cũng được. Em nghĩ là xem nó dễ hơn. Thì ở cái phần kế tiếp này thì cái mapping grid á, thực cái mọi người nghe chưa? Alo. Rồi Được rồi mà em. em cứ nói đi. Mở tịt rồi em ơi. Bấm lộn nút rồi. Mọi người thấy chưa? Rồi, thế rồi em. Dạ thì ở bên trái á, hồi hôm bữa đó mình có là các cái read thôi, gọi là các cái set of read. Còn khi mình muốn bữa nay thì mình sẽ cần thêm một cái file nữa gọi là cái reference genome. Thì cái mapping grid á, nó giống như là hồi trước mình hay làm bên Sanger, nên mình có cái gọi là cái alignment, giống như là gắn ghép giữa các cái sequence của mình. Giống như là mình sẽ ghép nó lại dựa trên một cái file trình tự gọi là cái file trình tự tham chiếu, thì gọi là reference genome. Thì các cái read này muốn thành một cái genome hoàn chỉnh thì nó phải có một cái gen để nó tham chiếu, để nó dựa trên đó nó xem coi là vị trí nào nó sẽ map vô là cho phù hợp. Thì nó có các cái thuật toán để nó tính, thì nó sẽ có rất là nhiều cái tool để nó làm việc này. Thì mỗi một cái tool như vậy nó sẽ thì
nó sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau, nhưng mà thường thì em sẽ hướng dẫn mọi người các cái pha tool mà giống như hồi nãy anh Hiệp có nói, giống như là chủ yếu là các cái HiSAT với lại cái Star, thì em thấy mọi người đó thấy người ta xài rất là nhiều mấy cái tool đó. Thì cái reference genome này á, cái format chủ yếu của reference genome nó ở dạng FASTA. Thì mọi người có thể nhìn thấy cái hàng đầu tiên, em ghi số 1 có nghĩa là cái chromosome 1. Thì cái reference genome này mọi người có thường thì mọi người có thể download. Có sẵn trên mạng. Nó có sẵn trên mạng, là mọi người chỉ việc tìm đúng nguồn thôi. Chẳng hạn như trên ở như cây Arabidopsis thì nó sẽ có một cái, Giờ là GRH38 rồi đúng không? Có người thì như là có TCGA, chắc anh Hiệp rành mấy cái đó, em thì ít xài trên người Ừ, cái thêm nữa nào thì lắm. Thì ở trong này nó sẽ thường là chẳng hạn như em sử dụng ở trên cây Arabidopsis, thì là cái cây mô hình, thì trên này nó có cái gene ở trên đây. Và trong này nó có rất là nhiều cái file. Thì ở đây em thường thì em sẽ chọn cái hồi trước xài là cái tha 9 thôi, nhưng mà bây giờ nó có cái tha 10 rồi. Thì khi bấm vô thì ở đây sẽ cung cấp rất là nhiều cái file reference cho mình. Thì đối với cái reference đó, mình sẽ chọn là các cái chromosome file. Thì trong này nó có cái một cái gọi là cái tha 10 chromosome on FASTA, thì mình sẽ download cái file này về. Và khi mở cái file này ra thì nó sẽ là một cái genome hoàn chỉnh mà người ta đã giải trình tự hoàn chỉnh cho cái cây Arabidopsis rồi. Mình chỉ việc mình Arabidopsis download về. à? Arabidopsis. Ừ, của người là Bồ Tát HG18, nếu mà con ba người. Human. tám gì, GHG 38, bây giờ là 38, hồi xưa là HG 19. Thấy nó đánh tùm lum em. Giờ em cũng chẳng biết cái nào. Nhớ là có Đấy đấy đấy, UCSC. bọn bọn này ra được đơn đổi này cũng được, nhưng mà tùy cái số liệu của ai giải của mình là thì nào thì mình ấy thôi, mình chọn cái bộ gen tương ứng tên Nếu hạ RG38. thì chắc là ở đây nó có cái chắc là mình chọn ở đây nha anh Hiệp. Ừ, cái này nó một số link nó tải đi. Thôi được, em tiếp theo cái đoạn này thì hôm nay Dạ, gửi link thì sau. mình sẽ chọn cái reference đúng thì mình sẽ đào về. Thì quay trở lại, thì giờ mình chỉ cần chuẩn bị hai file thôi, một cái FASTQ file hôm bữa và một cái reference genome, hai cái. Rồi sau đó thì mình sẽ quăng lên Google Galaxy, thì một lát em sẽ hướng dẫn phần đó. Thì cái phần em nói kế tiếp á, nó chính là cái sự khác biệt giữa cái RNA-seq với lại DNA-seq. Thì hình như anh ấy vừa nãy có trình bày về cái phần RNA-seq, thì ở đây em có bổ sung thêm một tí, đó là cái DNA-seq á, thì mình sẽ có là whole exome sequencing, whole genome resequencing hoặc là sequencing. Thì cái DNA-seq á, thì thường cái mục tiêu của DNA-seq á, là nhắm tới các cái SNP, hoặc SNP là rồi các Đột cái biến in điểm dạ gọi là đột biến điểm, gọi các cái sinh indel thì lên là một các cái gọi là chèn hoặc là mất delete cái đoạn nu đó. Còn SV hình như là single single variant, em nhớ là gì, single nó coi như là SNV á, nhưng mà ở đây tại sao không biết là nó lại ghi là SV, thì nghĩa là single variants. Thì để single. tìm cũng là các cái dạng đột biến điểm thôi. Còn cái RNA-seq á, thì mục đích của RNA-seq là dùng để xem coi cái sự biểu hiện gen, coi cái sự khác biệt giữa cái sự biểu hiện gen giữa các cái sample, chẳng hạn như giữa normal cell với lại tumor cell. Thì nó sẽ có mình sẽ biết được là cái gen nào nó biểu hiện nhiều hơn. Với DNA-seq thì mình chỉ thấy nó là các cái sequence bình thường thôi, mình sẽ không biết được là gen nào cao hơn, gen nào thấp hơn. Nhưng mà với RNA-seq thì mình sẽ làm được cái chuyện đó. Thì cái phương pháp mà nó measure thì nó cái tính được RNA-seq á, giống như hồi nãy anh Hiệp dùng cái từ gì ta, anh Hiệp nói là gì, biểu hiện anh. Biểu hiện gen, mức độ Cái biểu sự biểu hiện. hiện gen đó, nó sẽ dựa gọi là các cái map with read count, nó dựa trên cái số lượng read mà nó được map vô ngay cái exon đó. Ví dụ như một gen mà nó có nhiều cái RNA
trong tế bào chẳng hạn, thì chứng tỏ là gen đấy nó hoạt động mạnh, có nhiều phiên bản RNA đúng không? Nếu mà gen không hoạt động thì nó không có phiên bản đấy. Cái đấy quan trọng nhất là analysis, là cái phần thiết kế thí nghiệm. Nếu như đôi khi thiết kế thí nghiệm của mình mà mình lấy sai cái sample, lấy sai thời điểm thôi, thì cái gene đó nó sẽ biểu hiện khác, thì nó dẫn đến kết quả thí nghiệm của mình sai. Còn DNA-seq thì mình sẽ tập trung đối với chắc từng cái điểm, từng cái base, mình coi là base đó nếu như mà nó có cái đột biến gì thì á, đột biến đó là được chính xác hay không, hay là lỗi do máy, hay là một cái yếu tố gì đó. Thì thường DNA-seq á, mình sẽ có thể validate lại, là mình kiểm chứng lại bằng cách á, là mình dùng PCR. Mình có thể extract cái đoạn cái sequence đó từ cái data của mình, từ cái read mapping của mình, rồi từ đó mình có thể làm cái Sanger, một cái Sanger nhỏ để mình kiểm tra coi, kiểm chứng lại coi là đúng cái base nó bị delete hay là nó insert chưa không. Còn cái RNA-seq á, thì cái phương pháp mà để mà kiểm chứng lại á, thì mình sẽ dùng là cái RT-PCR hoặc là cái real time, nhưng mà thường em nghĩ là dùng real time nó sẽ chính xác hơn. Real time thì mình sẽ biết được là gen đó nó có biểu hiện đúng do đúng với cái kết quả mà analysis sequencing của mình không. Thì đó là cái phương pháp mà giữa hai cái, là tùy cái thí nghiệm của mình thôi. Chỗ này cho chị hỏi chút xíu đi. Dạ. Cho chị hỏi thử cái chỗ mà SNP với lại cái mutation, hình như cái đó nó khác nhau, đâu có giống đâu. Cái nào chị? SNP hả chị? Em tức là cái đa hình đơn nu, single nu, liều time. Đa hình đơn nu. Cái gì tiếng Việt thì không biết. Đa hình đơn nu giống như là kiểu là chẳng hạn như xe cái đấu chứng dương, nó có một cái chuỗi nó có chữ T, thì cái sample của mình thì chỗ đó lại chữ G, thì nhưng mà ý chị nói là chỗ này là cái mutation và cái SNP nó khác nhau. Cái này SNP nó không phải là đột biến điểm. Cái gì là gì chị? Cái này nó là đa hình đơn nu, còn cái đột biến điểm nó là các cái mutation, tức là nó khác. Theo chị nghĩ là cái đa hình đơn nu này, tức là ở trong một quần thể thì ví dụ giả sử trên một cái đoạn đó có thể tại cái điểm đó là A nhưng mà người khác là T, hoặc là thì cái đó là đơn nu. Tức là thế là một cái là mức độ quần thể. Thì giống như hôm bữa hình như em có đọc một cái bài chị Nguyễn, thì giống như là nó cũng nói giống như chị, giống như là SNP, thì nó có một cái SNP với lại cái chữ SV á chị, giống là SNV, SNP và SNV. Thì SNP á, nó thường nó là nó nghĩa là trên quần thể, chẳng hạn như có 1000 cá thể, thì trong 1% của 1000 cá thể đó thì nó sẽ có các cái SNP nó xuất hiện, nhưng mà cái đó thì kiểu như bình thường chứ không phải đó, nó là bình thường. Nhưng mà SNV á, trong 1000 cá thể nhưng mà chỉ có một cá thể duy nhất, một cái individual nó có một cái đột biến, thì cái nu chỗ đó, thì chính cái đột biến đó sau này nó sẽ là nó tạo nên các cái variants, giống như là nó create variants từ cái từ cái đột biến ngay chỗ đó. Thì em nhớ là gì? Ý nói là ở cái chỗ SNP là nó không phải là đột biến điểm, hai cái đó nó khác nhau. Thực ra em nghĩ cả cái chị với cả Giang đều đúng mà. Tức là em hiểu thôi nhá, thì cái SNP á, nó là single nucleotide polymorphism. Thì tức là đa hình đơn nu, tức là tại một cái nu đó nó có sẽ có nhiều cái hình thái biểu hiện khác nhau. Nó có thể là ATG gì gì đấy em không biết. Thế còn cái đột biến điểm thì nó đột biến cũng là tại một cái nucleotide đó thôi. Thì thực ra nguồn gốc em nghĩ là nó cơ chế thì nó khá là giống nhau, nhưng mà về cái tính chất là gây ra cái biểu hiện ở trong quần thể thì nó khác nhau thôi. Chứ thực ra em nghĩ cả hai đều đúng mà. Ủa, chứ kìa là đột biến thay thế A. Đột biến điểm là đột biến tại một cái vị trí nào đó, có thể là thay thế, nhưng có thể là chèn hoặc có thể là gì đó. Thực ra trên số liệu thì mình vẫn thấy là những cái điểm đấy bình thường là A, nhưng đây là giải ra mình thấy là T hoặc là GG chẳng hạn. Tức là cái ý nghĩa của nó có thể là SNP, có thể nói là vẫn là cái là nó không phải là cái kiểu như là mang tính bệnh tật đâu, mà nó chỉ là cái sự gọi là khác biệt nhau thôi ấy. Còn cái đột biến kia thì có lẽ nó là mang tính chất, nó hơi mang tính chất là nó bị thay đổi hơn, và nó làm gọi là như nào nhỉ, nó có tính chất là hơi bệnh vậy đó, giống như có sự gì đấy. Thì có thể là sau chọn lọc, theo chọn lọc tự nhiên sau này thì có thể một cái đột biến điểm nào đó nó có thể mang tính trở thành một cái SNP nào đó chẳng hạn. Nhưng mà đột biến điểm thì hình như là nó còn có thêm cả cái mất nu nữa. Dạ, thì đó là bên cái indel chị, nó là chia ra là indel. Tức là nói chung em nghĩ là hai người, mỗi người đều có cái có thể là hai người đi theo hai hướng khác nhau á, nhưng mà hai người đều đúng á. Em hiểu như vậy, thôi tiếp đi. Cái này rồi có gì phải thay xong được không sao?
em tiếp này. Thì cái phần kế tiếp em xin trình bày là cái thực hành, mình thực hành ở trên cái Use Galaxy. Thì em đổi cái màn hình kìa. Đúng rồi, chị Nguyên nói đúng, nó là tính trên quần thể, mức độ quần thể. Phần mutation thì đôi khi tiếng Việt, em nghĩ tiếng Việt dịch ra thì đôi khi nó không có sát gì. Nhưng bản thân là nó vẫn là thay thế một cái nucleotide đấy, nhưng mà so với ví dụ là trên quần thể là có 1 triệu người nhưng chỉ có 1 người chỗ này nó có không thì tức là hai cái này ý nghĩa, mang tính ý nghĩa là nó khác nhau, nhưng cơ chế thực ra là nó đều là giống nhau, tôi nghĩ vậy. Đều là do sự thay thế một nu này, tức là biến đổi tại một nu đó thôi, tại cái vị trí đó. Dạ thì em xin trình bày cái phần mà sử dụng trên Use Galaxy. Thì hôm bữa là mình chỉ cần upload cái data của mình, là mình cần một cái FASTQ file, như chẳng hạn ở đây. Mọi người thấy cái Use Galaxy của em chưa? Alo, mọi người có thấy cái thế rồi, thế rồi. Chị Nguyên chắc chị Nguyên được là làm được cái phần upload cái data lên hả chị Nguyên? À, hai cái file cũng upload lên Galaxy được rồi em. Dạ rồi. Thì mình đôi khi nếu mình chưa có reference genome thì mình có thể upload thêm cái reference genome lên. Rồi sau đó trên bên này nó sẽ có rất là nhiều cái tool, thì mọi người có thể bấm vào chữ mapping, sau đó mọi người tìm cũng được. Thì trên này nó có rất là nhiều tool, chẳng hạn như với whole genome sequencing thì đôi khi người ta sẽ sử dụng là với cái BWA và cái bowtie 2 này, hoặc là có thể sử dụng là cái HiSET2 đối với cả DNA, RNA luôn. Hình như em nói RNA có thể xài hai. Được với HiSET, nhưng mà với star thì cái star này nó hay hơn cái HiSET ở cái chỗ khi mà nó làm DNA, nó làm RNA á, thì cái star này nó có thể cho ra mình thêm một cái file nữa gọi là cái splice junction. Nó có cái splice junction ở đâu rồi ta? Ở đây nó có thể cho mình thêm một cái file, một cái splice junction nữa. Đôi khi cái splice junction đó với HiSET thì mình không có, thì đôi khi cái độ chính xác nó không bằng cái star này. Thì một lát sẽ nói cái chỗ cái splice junction đó. Quay trở lại giống như là mình làm trên em hiểu mình sử dụng HiSET2 đi. Thì em chỉ cần gọi này HiSET2, em bấm vào đây. Thì cái chỗ mà source for the reference genome thì mình có thể nếu như mình sử dụng cái file mà từ cái dữ liệu mình upload lên đó, thì mình sẽ chọn vô đây, mình chọn cái chữ là from history. Sau khi chọn from history xong thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái tab cho mình để mình chọn. Thì ở đây em chọn là cái reference genome của mình. Rồi sau đó là ở đây nó có hỏi là cái single với lại pair and library. Thì hôm bữa em có hướng dẫn mọi người cái cách mà kiểm tra coi là cái sequence của cái kết quả sequencing của mình đó, cái đó là pair and hay là single and. Thì cái kết quả này của em là sử dụng cái single and, cho nên là em sẽ chọn ở bên này. Nếu mình bấm vô pair thì nó sẽ ra hai file, nó sẽ ra hai cái chỗ, là một là FASTQ 1 và FASTQ 2 cho mình. Ở đây em sử dụng single and, cho nên là em chỉ chọn một cái thôi. Thì ở đây em mới chọn là chẳng hạn như cái mẫu Polkadot Replicate này là một, thì em chọn nó. Còn các cái này thì mình cứ để nguyên, mình không cần làm gì hết. Và sau đó mình bấm cái chữ execute xong, bấm cái tab execute này thì mình sau đó mình sẽ ngồi đợi. Thì em nghĩ là cũng tùy cái tốc độ trên cái cloud này, nếu mà có nhiều người sử dụng thì đôi khi nó sẽ chậm. Thì thường là khoảng 15-20 phút, có khi nửa tiếng hoặc là cả ngày thì nó sẽ làm xong cho mình. Thì sau khi xong mình sẽ được một cái file. Gọi là cái file đó nó sẽ có cái dạng là cái file đó nó sẽ có hai dạng, một là SAM file, hai là BAM file. Thì cái thường á các cái tool như là BWA Bowtie thì cái khi mapping xong nó sẽ trả ra cho mình một cái file gọi là cái file SAM. Nhưng mà với HiSET á thì nó trả ra cho mình là một cái BAM file luôn. Thì hai cái này thực chất nó
đều là những cái file chứa các cái thông tin về các cái read mà mình được gắn được được gắn ghép dựa trên cái reference genome thôi. Nhưng mà cái SAM file này thì em có nói cho mọi người là nó ở dạng text. Khi mà mình mở nó trên bash á thì mình sẽ thấy nó là ở dạng text, nhưng mà cái dạng này là giống như là cái dạng chưa nén, thì cái dung lượng nó rất là lớn. Thì và thường thì mình có thể mở trực tiếp trên bash được, nhưng mà đôi khi các cái tool á, cái tool thì nó đòi là BAM file, cho nên là nó sẽ xuất ra cho mình một cái file gọi là BAM file, gọi là nó là các cái binary, thì là dạng cái file nén của SAM file thôi, và cái dung lượng nó nhỏ hơn, và mình có thể sử dụng các cái tool để mình mở nó. Thì này cũng tùy thôi, nếu tool nó kêu mình sử dụng SAM thì mình sẽ chuyển, mình convert nó về SAM, còn nếu như không thì mình sẽ để nó là BAM. Thì ở đây thì giống như hồi nãy em nói, thì cái fast skill của mình sau khi mình làm các cái bước alignment xong thì nó sẽ ra hai cái dạng SAM với BAM đó, thì tùy cái tool mà mình có thể hiệu chỉnh làm sao cho phù hợp. Còn cái phần vset file thì chắc là dịp bữa tới em sẽ nói tới. Hôm nay là chỉ nói cái phần SAM với lại BAM. Cái GTF với fast skill thì nó khác nhau không nhỉ? GTF thì anh thấy cái GTF nó file nó dung lượng lớn lắm. Có anh GTF tận 60 GTF hả? Ủa em nghĩ cái annotation GTF em nghĩ nó đâu có lớn vậy ta? Em thấy có... Chắc cũng tùy cũng như của bên em á nha. Bên em cái đó nó có mấy chục mê à. GFF3 luôn á. GFF3 thì có khoảng 100 mấy mê. Dạ. Của anh có một cái làm 5 mê. Tại cái người nó dồi dào. Trên cây nó hơi bị nghèo. Tới tiếp đi. Dạ dạ. Thì cái dạng format của SAM á, cái SAM này nó chứa các cái thông tin như là gọi là các cái header. Thì các cái header này, cái đồng đầu tiên nó sẽ cho mình biết coi là cái dạng file của mình nó có ở dạng là đã sorted với lại unsorted, nó giống như là cái file này có đã được sắp xếp theo các cái tên với nhau chưa, nó được sắp xếp lại chưa, rồi các cái thông tin như là read sequence name, rồi sequence length đủ dài của các cái sequence. Nói chung là nó cho mình biết được các cái thông tin của cái file BAM đó, các cái file read đó. Thì đôi khi á, cái bước quan trọng kế tiếp mà sau khi mapping xong, thì cái bước kế tiếp là mình phải kiểm tra coi là cái file mình map được á, là một trong hai cái file này là BAM hoặc là SAM á, nó có dạng sorted chưa. Nếu như mà nó chưa được sort thì mình phải thực hiện cái bước sorted đó. Tại vì nếu mình không sorted thì đôi khi nó dẫn tới một số cái sau này khi mình calling variance nó có thể gây ra một số cái lỗi, nó có thể sai lầm một số cái base. Thì để mà làm cái việc mà sorted đó thì người có thể cài cái tool bằng cách là sử dụng cái trên cái pass, thì mọi người có thể cớp cái đoạn này đó là conda, rồi cớp cái đoạn này và mình cài cái tool là SAM tool. Ở đây em mở cái mask của em. Dạ, thì sau khi xài download được cái SAM tool, cài SAM tool rồi, mọi người kiểm tra cái SAM tool này đó nó được cài chưa, mọi người có thể gõ chữ SAM tool rồi bấm enter. Nếu như nó ra được cái dòng này thì có nghĩa nó có chứa cái version luôn, có nghĩa là mình đã cài xong. Dạ. Thì để mà kiểm tra coi cái file mình nó có đã được sorted chưa rồi thì em sẽ sử dụng cái lệnh đó là ở trong cái slide em có gửi cho mọi người luôn. Đó là cái mình sẽ sử dụng cái lệnh này là SAM tool view trừ h, và sau đó mình sẽ input cái BAM file của mình vô. Thì ở đây em sẽ copy cái đó và em bash vào cái Linux của em. Rồi thì bây giờ em sẽ dẫn cái một cái file của em như là
Dạ rồi, thì bây giờ em ở đây em có một số cái, chẳng hạn như bây giờ em muốn con đây là cái file nó đã được sorted chưa, thì em sẽ gọi là sample view -h và em đưa một cái đại, một cái file vô, chẳng hạn như ở đây em có cái header 28 đi. Sau khi bấm xong nó sẽ hiện ra một cái thông tin như thế này. Mọi người có thấy được cái patch của em chưa? Chị Hạnh thấy không, chị Hạnh? Thế thôi. Dạ thì mọi người chỉ cần quan tâm cho em á là cái chữ XO á. Cái chữ XO này nó để chữ coordinate. Coordinate có nghĩa là mình đã sorted rồi. Là nghĩa là đã sắp xếp lại rồi. Nó giống như cái lệnh sort ở trong Word hay là Excel vậy đó. Thì gọi là sorted, là để chữ coordinate. Còn nếu như mà nó cái file này của mình chưa sorted thì nó sẽ để là unsorted. Thì cái lý do mà em khoái sử dụng hai sat á là tại vì khi hai sat 2 nó chạy chương trình xong á, nó sẽ trả cho mình một cái file là file BAM, thì em khỏi phải convert gì hết, và cái file đó nó được sorted luôn, mình khỏi phải sorted. Đó là cái lợi của sử dụng hai sat. Chạy ra thì mình khỏi phải, mình sẽ bỏ qua được một số cái bước như là phải ngồi sắp xếp nó lại. Dạ. Thì sau khi mình đã sorted xong rồi, nếu như mình chưa sorted thì mình có thể sử dụng View Galaxy cũng được. Ở trên này mình có thể vào cái của Sam và tìm cái short đây, xem tút short. Ở đây em chỉ cần chọn một cái file BAM, ví dụ em chọn cái file BAM này và cái primary short key này em chọn cái chữ coordinate. Mọi thứ còn lại mọi người cứ để nguyên đó và bấm chữ execute thì nó sẽ trao ra mình một cái file sorted. Thì đó là cái cách sử dụng. Dạ rồi. Cái phần kế tiếp đó là sau khi mình đã sorted xong thì cái bước kế tiếp mình sẽ mình sẽ filter đi các cái map mà nó chưa được gọi là các cái mapping quality, mà nó có cái kết quả mapping kém á, mình sẽ loại ra nó khỏi ra cái file BAM của mình. Thì mình sẽ làm cái bước gọi là filter BAM file. Thì cái map queue này gọi là mapping quality score, thì thường á mặc định của nó là map Q 30, nhưng mà đôi khi có đối với analysis á, đối với kết quả trên RNA thì mình nên sử dụng là map Q 60. Thường là 60, anh Hiệp cũng sử dụng 60 không Hiệp? Hay là chắc cũng tầm đó. Anh Hiệp ơi. Hiệp gà. Anh Hiệp đi đâu rồi? Dạ rồi, thì thường là trên RNA á nó cần cái độ chính xác hơn nên mình sẽ sử dụng là map Q 60. Nhưng mà với DNA á, thì mình có thể lại để là map Q 30. Nếu như mà mình cái kết quả của mình, whole genome của mình mà mình làm khi mình gửi sequencing mà cái độ coverage của mình á nó không có gọi là cái độ phủ nó không nhiều, thì đôi khi để mapping cái map Q 60 cái kết quả của mình nó sẽ rất là thấp, cho nên là nên để 30 thì mình sẽ thu được nhiều read hơn. Nhưng mà để tốt nhất là nên, nếu mà mọi người có điều kiện thì có thể làm cái coverage càng nhiều càng tốt. Dạ, em nghĩ là gì? Thì để mà filter được các cái BAM file đó thì mọi người lên View Galaxy tìm cái dòng là filter BAM. Nó có rất là nhiều cái kiểu, nó có rất là nhiều cái filter, nhưng mà em nghĩ cái filter này dễ xài nhất. Dạ, filter BAM đó, và sau đó mọi người sẽ chọn như trong hình là mình sẽ ở trên cái BAM dataset mình sẽ chọn là cái file của mình cần sử dụng. Rồi sau đó là cái chỗ mà cái dòng select BAM property á, thì mình sẽ chọn là map quality và mình đánh cái con số của mình vô. Ở dưới này nó có hướng dẫn sử dụng thì mọi người có thể coi theo. Nếu như em muốn lấy cái map Q nó lớn hơn 30 thì em chỉ cần xóa dấu bằng này thì em để là lớn hơn 30. Còn nếu như em để lớn hơn bằng thì nó là at least 30 quality. Rồi sau đó mình bấm execute là xong. Dạ. Yeah. Vừa này nó yêu cầu chất lượng cao đấy. Em nghĩ 30 là à ủa? Đúng rồi, lúc mà map mapping yeah. Khác nữa. Dạ. Sau map nữa. Nhưng mà analysis em nghĩ là analysis xài 30 không được, em nghĩ là 60 map chứ analysis em nghĩ là phải là 60 thì là highly recommended. Ừ.
Nhưng mà mọi người có hiểu corporate là gì không? Mọi người giải thích. Nào, cái nào? Cái cái 30 này này. Corporate là gì nhỉ? À, cái coverage. Coverage. À, thì lát em có cái phần IGV á, em nghĩ thường nó giống là cái độ phủ khi mà mình đã được IGV còn. Dạ dạ. Rồi. Thì ok, thì bây giờ em sẽ qua cái phần là sử dụng cái IGV. Thì sau khi mình có được cái BAM file của mình á, mình đã qua các cái bước như là mình đã kiểm tra cái nó có sorted hay chưa. Rồi cái filter đó mình đã lọc, mình loại bỏ các cái filter, các cái merit mà gọi là có kết quả không tốt ra khỏi cái file của mình rồi. Thì cho mình hỏi một chút được không? Dạ dạ dạ. Ờ, cái Giang có thể nhắc lại cái tại sao mình lại phải sort cái BAM file không nhỉ? Dạ, cái sort BAM file đó là giống như là cái khi mà mình map pin grid vô đó chị, thì các cái grid đó nó map nó gắn được vô, nhưng mà cái mục đích sort đó là để nó sắp xếp lại theo đúng các cái vị trí mà nó được grid đó chị, giống như là các theo chromosome theo các cái grid name trong cái file đó, đôi khi nó chỉ map vô thôi, nhưng mà nếu mình không sort được lại đó, thì các cái grid đó nó được sắp xếp nó hơi lộn xộn á chị. Giống như là mình sort lại để mình làm cho nó gọi là các cái read name và các cái tag á. Read name và tag. Dạ. Tức là, nó sau khi map cái gì nó biết là mỗi cái read đấy, một cái đoạn trình tự nó biết là nó nằm vị trí nào đúng không? Vâng. Dạ. Nhưng mà đôi khi nếu mà không sắp xếp lại thì nó biết là nằm vị trí đấy nhưng nó vấn đề hỗn độn. Còn nếu mà mình sắp xếp lại chẳng hạn thì nó sẽ về theo đúng. Giống như là chị gõ cái tên thì chị gõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi 48 21 35 hay gì đó chị. Thì okay. Chị nên sort nó lại thì nó theo một cái vị trí từ trên đi xuống. Ok. Dạ, cái mục đó nó sort là gì nhỉ? Dạ. Ok, cảm ơn. Dạ. Rồi sau khi mình làm các cái bước đó xong thì để mà sử dụng được IGV thì ở đây mọi người sẽ vô cái trang web này, mọi người có thể download nó về. Thì thường á, để em load cái trang này cho mọi người. Rồi, mọi người thấy cái IGV trên màn hình em chưa? Chị Hạnh thấy chị Hạnh? Thấy rồi, thấy rồi. Dạ. Yeah. Chưa em ơi. Ủa, chị thấy chưa? Trên mạng hay chưa? Anh mà thấy, mình thấy thì chắc người cũng thấy đi chứ. Yeah. IGV mà. Dạ IGV, dạ đúng rồi, IGV. Đấy đúng rồi. Chúng ta. Thôi thì em mở cái PowerPoint. Hả? Bây giờ mới thấy nè. À thấy rồi chị, dạ rồi rồi. Thì trong cái IGV này á, thường á em mọi người thấy bấm cái chữ download, thì cái IGV này mục đích nó là một cái tool để cho mình coi các cái thông tin về BAM file, các cái genomic và để mình coi được là các cái read đó. Nó gọi là giống như là mình sẽ diễn giải cái BAM file này nó cụ thể, nó chi tiết hơn. Là gì? Thì ở đây cái phần download này á, mọi người có nhìn vô mọi người sẽ thấy nó có rất là nhiều cái phiên bản, bây giờ nó lên tới 2.9.4 rồi. Thì thường theo như em xài á, em sẽ sử dụng các cái bản như cái bản hiện tại em đang xài á, là cái bản 2.8.4, giờ em rất là hạn chế lên cao. Tại vì lên cao thì nó tốt thiệt, lên cao thì nó sẽ cập nhật được các cái reference genome mới, nhưng mà nó sẽ đồng thời nó nghĩa là nó sẽ bị một số cái lỗi mà nó chưa fix được. Thì giống như hôm bữa em có sử dụng, em có nhờ chị Hạnh làm chuột bạch thử cái bản 2.9.3 thì nó có một số cái lỗi. Thì bây giờ nó đã ra cái bản 2.9.4, mọi người nó sẽ ra cái bản 2.9.4 thì nó đã sửa được một số cái lỗi đó rồi. Mà em nghĩ là đôi khi nó cũng còn một số cái lỗi khác. Dạ. Yeah. Thì để mà thì mọi người cũng có thể download cái bản 2.9.4 mới nhất về, hoặc là như em thì mọi người có thể là cái bản 2.8, thì ở dưới này nó sẽ có cái phần là 2.8. thì last version 2.8.4. dạ thì mọi người có thể vô các cái mình có thể download nó về. Hôm trước cái của chị là 2.9.3. Dạ đúng rồi. Bữa nay nó lên 2.9.4 rồi đó chị. Okay. Chị có thể đau về thử coi nó có bị lỗi. Tại vì thường lên theo cao thì nó có một số cái thông tin mới thiệt, nhưng mà nó sẽ kèm theo một số cái lỗi.
Okay. Em không biết là bản này nó còn bản 2.8.4 nó còn available không? Ok, khá là tiện. Ví dụ như nếu mình map trên gì nhỉ? Mình hay dùng blast đúng không? Dùng blast thì mình biết là đột biến đấy, nhưng mình không, nhiều khi mình không biết được cái đoạn đấy thì nó nằm, nó biểu hiện trên cái sông nào chẳng hạn. Hoặc là vị trí nào thì trên IGV nó hiện rõ hơn. Yeah. Thì giống như IGV, cái một cái từ mà tiếng Anh nó ghi hay nhất là interpretation á, thì nếu... chữ tiếng Việt nó dài dữ lắm. Thì nếu anh có một cái trình tự mà anh dùng blast thì anh biết là nó có đột biến hay không nhỉ? Nhưng mà đôi khi anh không biết được cái trình tự đấy nó nằm trên cái sông nào hoặc là vị trí nào. Yeah. Thì trên cái IVG này nó hiện rất rõ. Em có rồi, em có phần mềm này chưa? Dạ em có rồi thì chắc là em mở ra xem mọi người xem. Dạ, em đã kiếm và này chắc là mọi người tự. Dạ, có thể là ở trên này mọi người có thể bấm cái chỗ download, sau đó mọi người bấm cái chữ mà Achieve version này, mọi người có thể chọn các cái phiên bản trong này. Yeah. Thì coi như em là em xài cái bản 2.8.4 này, em thấy nó ổn nhất. Dạ. Thì em sẽ mở cái IGV lên. Dạ. Cái này mình gửi link xong được cái cài đặt. Dạ. Em sẽ mở cái IGV. Mọi người đợi một tí, tại chương trình này mở lên hơi lâu. Ủa em, cái Mac OS app với lại cái Linux nó khác nhau gì vậy? Cái Mac OS thì đó là cái khác nhau cái hệ điều hành thôi đó chị. Giống như Mac OS thì em chưa có xài, nhưng mà nếu như là Mac OS nó là của... anh Hiệp, cái này anh xài Mac OS này, giống như em chỉ biết được nó là cái hệ điều hành thôi, nhưng mà cái hệ điều hành Linux á thì các cái app, các cái tool cho nó đều free hết, nó gọi là hệ điều hành mở, mã nguồn mở hết chị. Mac với Linux nó có một số dần những cái phần còn lỗi căn bản đều là giống nhau dạng của Linux đúng không? Mac anh thấy các lệnh của Linux chạy lên Mac đều được. Dạ. Yeah. Thì Mac OS thì nhưng mà người ta xài Linux thì cái gì nó cũng free trên đó. Với lại một phần đó là Linux cái tính bảo mật nó cao chị Nguyên. Mac OS thì em nghĩ nó cũng cao thôi. Nhưng mà Linux thì... Nhưng mà cái phần mềm của nó thì thường kén chọn ít. Dạ dạ, dạ đúng. Do chị thấy trên đó, trên màn hình của em xe lúc nãy cái phiên bản 2.9 nó có hai cái. Một cái là cho Linux, chứ một cái cho Mac OS. Hiệp vậy cái đó, nếu như mình xài Mac thì mình phải... Dạ, chị đau của Mac. Chị dùng Mac thôi. Dạ. Dạ. Ok. Có thể Windows, nó có bản như Windows mà chị. Như em thì em xài Windows, mặc dù cái pass này của em sử dụng là mục đích chỉ là cho mấy cái tool như làm data mining thôi chị. Cắt rồi này kia thôi, còn cái chính vẫn là trên Windows. Dạ, còn nếu của chị Mac OS thì chị có thể đào cái phần của Mac OS này. Mà cho nên chị nên bấm cái chữ mà Java Include á, Java Included. Ok, để chị thử. Dạ. Dạ thì em mở cái, em đã mở cái IGV của em lên rồi. Ok. Dạ rồi, thì cái đây là cái giao diện của IGV. Thì để em giới thiệu qua sơ một tí về cái IGV cho mọi người. Thì cái IGV thì mọi người có thể nhìn ở trên, ở đây là như là trên giao diện của Max. Dạ. Ở trên này mọi người có thấy một cái thanh bên trái, chỗ này nó để chữ Refrigerant. Thì mọi người có thể chọn cái Refrigerant của mình chứ cái đối tượng mình mong muốn. Ủa, cái đối tượng mình muốn mình chọn, chẳng hạn như mình đang làm đối tượng là Human thì mình sẽ chọn là Human. Và kế tiếp là các cái Variant Coordinate, thì cái chỗ này nó cho mình biết được là cái vị trí mà mình đang tìm kiếm. Giống như là mình muốn tìm kiếm vị trí axon số 2, vị trí bao nhiêu đó, thì mình sẽ nhập cái vị trí đó vô đây, giống như trên này. Dạ. Còn cái pop-up text behavior này giống như là một cái, giống như mình viết giấy note thôi. Chẳng hạn như cái đoạn đó nó có gì, mình có thể bấm vô đó, mình highlight lên là cái đoạn đó nó về cái gì. Rồi cái kế tiếp là thanh này, đó là cái thanh zoom in rồi zoom out, nghĩa là mình sẽ phóng to phóng nhỏ ra. Rồi kế tiếp đó là các chromosome, position of chromosome của mình. Rồi trên này là thể hiện các cái coverage, các cái width. Như ở đây mọi người nhìn bên trái, mọi người thấy là normal track, rồi tumor track. Cái này là cái thí nghiệm của hai thí nghiệm, một cái là hai cái condition, một cái là bình thường và một cái là tumor này đọc là ung thư phải không anh? Hay là U đúng rồi. U là U thôi. Thì giữa được bình thường và U thì ở đây nó cho mình biết được là các cái width
của mỗi một cái BAM file của mình. Và cái chỗ cột này mọi người có thấy một cái màu đỏ và một cái màu hơi nâu thì phải, nâu hay cam gì đó. Thì ở đây là để là gọi là các cái mismatch, thì nó sẽ screen ngay chỗ này. Nó sẽ scan ngay chỗ này, thì nếu như nó khác với lại cái reference genome thì ở đây nó sẽ để là chữ T. Và nó nên mục đích là nó cho mình biết được là chỗ đó nó có một cái điểm mà nó không giống thì nó gọi là mismatch. Chỗ này anh nghĩ là bình thường là cái gì đấy không biết, nhưng mà nó bị thay thế bởi T. Trong yeah. khối U thì là nucleic tên là T. Nhưng mà bên dưới là bình thường là G đấy, nhìn mình nhìn dưới cái hàng dưới cùng mình viết được là reference genome. Dạ, cho nên nó để là hai màu ấy. Thì mới đây. Dạ. Thì để mở cái file của em lên. Tức là cái này là hình như là cái này là PN sequencing sao? Thấy hai màu khác nhau. Dạ. Yeah. Tại em lấy trên mạng, giờ tới mày mới load cái của em. thì ở đây em sẽ load hai cái, em sẽ load cái trước tiên em load cái whole genome trước. Thì giờ em load một cái như là cái IR28. À, để mà khi mà load được á, để mà load được trên cái IGV này thì trước tiên mình phải làm một cái bước gọi là mình làm một cái index cái file. Mình có thấy cái file mà .bam.by này nè. Thì để mà ra được cái file này á thì mọi người có thể sử dụng, nên sử dụng trên cái pass để mình gọi cái bước gọi này gọi là bước index. Mình cần phải index đó. Thật sự cái index này tiếng Việt em không biết nói như thế nào. Nó giống như đại loại như kiểu giống như là một cái file đó nó muốn hoạt động được thì nó cần phải có một cái file song hành, một cái companion file đi chung với nó. Giống như là nó cho mình, nó cho cái file đó là, tại vì cái BAM này nè, nó là binary, cho nên muốn cái tool này nó đọc được thì nó cần phải có một cái file đi theo để hướng dẫn cho cái tool nó hiểu được là vị trí nào là tên gì thì nó gọi là index. Yeah. Mình phải làm cái bước này trước khi mình load nó vào, nếu không thì load vô nó sẽ báo lỗi. Thì cái sử dụng nó cũng đơn giản, mọi người có thể bấm chữ same tool rồi index và sau đó là input cái file vô. Ở trên cái pass thì anh em có thể làm mẫu thử. Em chạy luôn lệnh cho. Anh em có một cái rồi. Ok. Ok thì em sẽ bấm là same tool index và em bấm cái IR này. .bam. Yeah. Ok, em sẽ dùng cái text file. Đấy. Oh, ok. Em sẽ di chuyển nó vô cái nào. Cái text. Để rồi. Giờ này em gọi là same tool index và em bấm chữ IR28. Thì một tí chút, mọi người đợi một tí xíu thì nó sẽ ra được cái file by. Nếu mà nó đang chớp chớp thì nó là đang chạy. Chứ cũng hơi lâu. 2 tiếng rồi nhờ. Dạ. Không nên nói thế đâu. Không nên nói thế xíu. thì à, cái này nó đã xong rồi, khi em bấm lại thì nó sẽ ra thêm một cái rồi là cái 3.3.3 thì lúc này mà em có thể em load được thì okay. Text. Rồi, load vô nó sẽ không báo lỗi. Thì với cái giao diện của em với cái giao diện này em đã load xong rồi thì ở đây nó ở dưới này của em là các cái reference, tại vì cái này em đang sử dụng là cái số liệu trên cây lúa Oryza sativa. Thì thì đây là cái reference genome của em. Thì bây giờ để muốn biết được các cái thông tin của nó, chẳng hạn trên này nó có hiện các chromosome, thì bây giờ muốn coi thử là cái chromosome 4 thì em chỉ cần bấm vào chromosome 4 và em zoom lên. Ok. Cái này cái coverage nó không cái của cả những cái này cái nó hơi thấp. Đó là nó có nhiều cái.
này em đau có mấy cái nguồn ở trên mạng. Thì sau cái khi em bấm vô đây thì dạ như có còn cái gene này đi là cái lock OS 04 này là của Chromosome 4, thì bây giờ em sẽ zoom gần lên để xem các cái read map của nó. Mọi người có thể kéo xuống như này mọi người có thể coi được. Dạ. Có thể chờ đổi màu một tí cũng được. Dạ rồi. Cái đó cái này là số liệu DNA seq cho nên các mọi người có thể bỏ đi cái junction này không cần quan tâm lắm. Dạ, có thể chuột phải vô đây và bấm cái chữ high splice junction track. Chừng nào RNA seq á thì mình quan tâm nó. Để cho nó tiện. Thì mọi người có thể thấy được là ngay cái gene này nó có những cái vệt xám xám như thế này, nó chính là các cái read nó được map vô. Cái nếu mà có thể bấm chữ expanded hoặc là collapse, yeah, thì đây là các cái read nó được map vô ngay tại vị trí này. Thì mọi có thể zoom gần nữa để xem cái thông tin, thì ở dưới này mọi có thấy là nó có chữ là GA TGA gì đó, thì đó chính là reference genome, cái sequence của reference genome. Còn ở trên này là các cái read mà nó được map trên này, với cái này là cái sample của mình. Thì ngay cái vị trí em nói ví dụ như là các cái mismatch á, thì em nói vị trí như chẳng hạn như chỗ này, mọi người có thể đưa cái chuột vào thì mọi người có thể thấy là nó có cái điểm này nó khác so với reference genome, nhưng mà nó đang phân vân là không biết chỗ này nó phải là A hay là G. Đúng. Dạ. Cho nên là nó sẽ để ở đây coi là A là 45%, G là 55%, thì đây gọi là một mismatch. Thì đôi khi cái mismatch này cái gọi là base accuracy, thì nếu như mà cái coverage của mình không được nhiều mà mình chỉ có một hai read nó được map vô thôi, thì đôi khi cái nó dẫn tới cái mismatch chỗ này nè, nó có thể nó không chính xác. Nó gọi là cái coverage nó không có phủ được hết cái vùng này. Tại vì mọi người có thể đi xuống thì mọi người có thể thấy được các cái read này khi nó đi vô ngang, nó đi ngang cái đây thì nó sẽ, khi nó map vô thì nó sẽ thấy được là chỗ này thì có một số cái read này nó không được map vô, mà mọi người có thể thấy ở đây một số cái read này nó được map vô, thì nó sẽ tính coi là có bao nhiêu read nó được map vô. Cái này có read này trung bình là bao nhiêu read? Cái read depth của này của nó ở đây em không thấy để. Dạ, 31 rồi. Cho chỗ này nó được là khoảng 31. À, 31. Thì nó có 31 read đã được map vô, thì nó không biết là chỗ này là cái A hay là G. Thì đôi khi mình sẽ cái tốt nhất là mình có thể mình có thể resequencing làm sao cho nó cái coverage nó cao hơn, hoặc là mình có thể sử dụng một số cái tool khác để kiểm tra coi nó là cái chỗ này nó có đúng là mismatch hay không. Dạ. Thì cái này nó rất là quan trọng, thì đôi khi nó bị cái này thì mình lại tưởng đôi khi nó lại giống cái reference genome, nhưng mà do là cái lỗi sequencing gì đó nó làm cho cái chỗ này nó không phải là A mà nó lại là G. Nên nếu mà đọc PN thì chắc là sẽ đổi chắc chắn hơn, đúng không? Dạ. Cùng một sợi mình giải thì tự hai đầu mà đổi xuôi đồng ngược, sau đấy mình so sánh thì mình đổi. Cái này thì nó làm chắc. single. Đây sẽ single, nhưng mà PN thì đắt hơn. Dạ. Vì cái độ nếu mà mình muốn chắc chắn, càng chắc chắn thì mình tăng cái độ coverage, càng là read deep càng lên, càng nhiều thì càng chắc chắn. Dạ. Nhưng mà thì đó là nhiều cái mất tốn nhiều tiền. Dạ đúng rồi. Thì đó là cái cách mà mình coi các cái thông tin trên cái BAM file của mình ở trên cái IGV. Thì hồi nãy có một cái bước mà em quên nói là làm sao mà có được cái mấy cái reference genome này, thì mình có thể bấm chữ genome, bấm chữ genome và mình chọn cái Lost Genome from Server này. Thì ở trong này nó có rất là nhiều cái reference genome mọi người có thể chọn. Nhưng mà đôi khi cái reference genome này nó đau rất là lâu, chẳng hạn như của HG38 này, và kèm luôn cái sequence này thì hình như là nó khoảng 3GB. Dạ. Yeah. Khoảng 3GB cho cái file này. Thì mọi người download cái đó trước. Download nó xong thì trong cái mục trên này nó sẽ hiện ra cho mình cái reference genome. Và cái kế tiếp
là để coi trong đó nó có cái gì trong cái reference genome của mình, thì mình có thể bấm cái chữ là load from server. Thì do cái dataset của cây ở cái thực vật nó hơi ít người làm trên mấy cái đối tượng thực vật làm, gọi là làm sâu, cho nên là các cái thông tin về nó không có nhiều. Nhưng mà với trên human thì nó có rất là nhiều cái thông tin, thì mọi người có thể download về, mọi người có thể làm thử. Không cần phải có cái BAM file, mọi người có thể download cái genome nó về, rồi sau đó mình có thể mình load. Lại mất rồi. Alo, alo. Thấy nghe bình thường mà, chắc là do mạng hạnh. Yeah. Thì đôi khi, sau đó mình có thể là bấm vào cái chữ load server này thì nó sẽ hiện ra các cái thông tin về tumor, những cái nghiên cứu nào người ta đã làm rồi, người ta publish trên đó. Thì mình có thể một cái, mình sẽ có một cái nguồn để mình so sánh cái data của mình nó nhiều hơn. Yeah. Còn ở đây thì thực vật thì nó hơi ít thông tin một tí. Yeah. Cái này là các cái về cái bên whole genome của DNA. Thì bây giờ em sẽ load thêm một cái nữa là bây giờ bên cái RNA, để mọi người có thể so sánh được coi là cái RNA với lại DNA khi mà mapping xong nó sẽ có một số cái điểm khác. Thì ở đây em sẽ load cái rồi, ở đây em có hai cái file, một cái là mọi người đợi một tí em kiếm cái file đó. Ok. À, chị Nguyên đau luôn hả chị Nguyên? Để chắc để hơi lâu. Dạ. Dạ rồi, ở đây em đã load hai cái file của một cái trên này để em đổi cái tên lại. Mình có thể đổi tên bằng cách là chuột phải vô nó xong rồi bấm dưới rename. Thì ở trên này em là RNA-seq. Này nhiều đoạn trống nên là không được giải trình tự nữa nhỉ? Dạ. Yeah. Cái nào? Cái này mình thấy nó một số ít sông đường này không. Thấy không có giải trình tự. Còn đây anh intro. Dạ đúng rồi, tại vì cái RNA-seq này của em thì hình như cái đối tượng này em làm ở trên mấy cái gene mà nó em lấy ngay cái thời điểm mà nó bị stress mặn á anh. Cho nên là một số gene nó không có kia. Ừ, nhưng mà phân biệt cái không giải trình tự không bộc lộ này. Thì nếu mà giải trình tự rồi thì đôi khi tới cái thời điểm đó gene nó biểu hiện, tại vì cái này của em ở trên này em lấy RNA-seq này của em hình như cái này em lại là cái mẫu control, thì nó sẽ chẳng hạn như là cái này không giờ là control này, thì sau đó 12 giờ em sẽ có một cái mẫu khác, thì em sẽ lấy cái 12 đó so với lại cái control này thì em sẽ thấy được cái gene đó nó sẽ có khác biệt. Yeah. Còn ở đây là mục đích là chỉ so sánh giữa DNA-seq với RNA-seq thì nó khác nhau sao. Thì em sẽ lấy một cái gene, chẳng hạn như cái gene thơm chẳng hạn, một cái gene mùi thơm ở trên lúa. Thì để mà di chuyển tới cái gene mà em muốn tìm kiếm thì em sẽ gõ cái là cái tên này theo như cái reference genome, thì ở người em nghĩ đó là
Thường ở người nó để chữ lock không anh? Giống như là locust nha. Còn như chữ của em thì để là anh đánh, thường anh đánh tên cái gene luôn nó ra được. À, còn của ở lúa của em thì phải đánh cái chữ lock, lock OS thì nó mới ra. Anh đánh tên luôn tên cái gene đấy cho nó hiện nó chạy lên. Chắc là cũng tùy đối tượng, thì ở đây em đánh cái này thì nó sẽ ra được cái đoạn gene đó. Thì cái khác biệt giữa cái DNA seq, mọi có thể nhìn trên này là RNA, ở dưới là DNA, thì RNA seq á nó chỉ map vô đúng mấy cái vị trí như là các cái exon là chủ yếu. Exon chủ yếu. Đó là RNA seq, còn whole genome sequencing hay là DNA seq á thì nó map toàn bộ luôn. Nó map toàn bộ luôn thì đôi khi mình sẽ không biết được cái sự biểu hiện gen đó là như nó là cao hay thấp. Nhưng mà với RNA seq này thì ở một cái thời gian kế tiếp, để em load thêm một cái file nữa. Em lấy thêm một cái nữa là 12. Yep. Dạ, yeah. Thì mọi người có thể thấy ở đây là một cái nữa là 12 thì chắc cái gene này nó không có gì khác, nó có một số cái nó khác biệt một tí. Thì sau 12 giờ thì nó sẽ có một một số cái thay đổi, thì cái vùng cái đoạn ở dưới này nè, mọi người có thể nhìn thấy cái xanh xanh ở dưới này á, đó chính là các cái transcript. Đi sâu vào ít trong đúng. Dạ, đó là gọi là các cái transcript, thì đôi khi nó sẽ có nhiều hơn một transcript. Thì là tùy cái sample, tùy cái reference người ta đã làm tới đâu, là nếu mà cái đó người ta thấy nó ra được hai cái dạng isoform thì nó sẽ có hai cái kiểu transcript. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ có là một cái dạng isoform thôi, thì là một transcript thôi. Dạ, thì để mà coi cái sự khác biệt của này, mọi người có thể zoom gần lên. Hoặc là ở DNA sẽ cái IGV này á, mình có thể coi một cái nữa là mình sẽ nó có một cái gọi là cái sashimi plot, thì mình có thể bấm bằng cách là mình click vô cái coverage ở đây, nó có cái chữ sashimi plot, mình có thể bấm vô thì ở đây DNA seq. Ok, dạ em sẽ load hai cái luôn. Ok. Dạ rồi. Ở đây là cái sashimi plot, mọi người thấy cái slide của em chưa? Anh Hiệp thấy chưa? Anh thấy rồi. Dạ, thì cái này là cái sashimi plot, thì ở trên này, ở cái màu đỏ phía trên đó là số liệu của RNA seq, còn ở dưới là của DNA seq. Thì DNA seq thì mọi người có thể thấy nó là nó map toàn bộ, và mình không biết được là cái exon nào nó biểu hiện cao hơn exon nào. Nhưng mà với DNA RNA seq á, mình sẽ thấy được cái sự biểu hiện của từng cái exon. Thì với cái sashimi plot này á, nó sẽ cho mình biết được là cái chẳng hạn ở số 77 này đi, thì nó sẽ cho mình biết được là nó có khoảng 77 cái read nó được map thẳng qua exon thứ hai. Và ở đây là từ exon 2 mà nó qua cái exon 3 này là khoảng 139 read. Thì nó có một cái nó móc ngược chỗ này, thì có nghĩa là có một cái read nó bị gọi là nó bị map vô ngay cái in trong, thì có thể gọi nó là một cái gì đó nó bị giữ lại, gọi là retention. Nhưng mà cái này thì đôi khi do cái lỗi mapping hay thì đôi khi nó cũng dẫn đến một số kết quả gì, nhưng mà đôi khi cái này mình có thể bỏ qua tại vì nó chỉ có một cái thôi, thì đôi khi nó không có cái gọi là less confident thì mình không cần phải quan tâm nó. Thì nó sẽ cho mình biết được là những từng cái exon nó được map qua như thế nào. Nó là cái của RNA seq. Còn DNA seq thì mọi người chỉ thấy nó chỉ là các cái read thôi. Mình không biết được là vì cái sự biểu hiện của nó. Thì hồi nãy anh Trường anh Nguyễn Trường anh có hỏi là cái làm sao mà biết được gen nào nó biểu hiện con số nào đó, thì trên RNA seq á nó sẽ dựa trên các cái read như thế này để nó tính ra được coi là nó sẽ lấy giữa cái mẫu là chẳng hạn nó lấy giữa tumor ngay thời điểm đó, nó trừ đi cái control thì nó sẽ ra được cái log, gọi là log log FC. Thì nó mình sẽ biết được là cái gen đó nó biểu hiện là cao hay thấp. Thì chắc tuần tới em sẽ có
làm cái phần đó. Thì đó là cái nó dựa trên những cái này để nó biết được là cái xe nào cao hơn cái biểu hiện của xe nó như thế nào thôi. Thì cái hay ở trên IGV nữa là mình có thể xuất ra một cái file, cái một cái file hình có chất lượng cao, thì mọi người có thể bấm chuột phải lên cái sashimi plot đó và bấm cái chữ self image, thì kế tiếp đó, nó sẽ ra cho mình là ba, mọi người có thể bấm cái chữ mà file of type, mọi người có thể chọn JPEG, SVG hoặc là BNG, thì thường em sẽ chọn là cái file SVG tại vì cái chất lượng hình của nó tốt nhất. Yeah. Nó là dạng vector được. Yeah. Nhưng mà cái bản 2.3, 2.9.3 của thì nó bị mất đi cái SVG này. Như là em cũng không biết chị hôm bữa cho nên em nhờ chị Hạnh test giùm em. Còn không biết bản 2.9.4 nó có khắc phục chưa em không biết, nhưng mà hai bản tất cả các bản 2.8 á, cái nào nó cũng ra được cái SVG hết, nhưng mà mấy bản 2.9 á, nó lại mất, em không hiểu, nhưng mà cái hình nó lại xấu hơn, cho nên là cái đó là cái lý do em xài bản 2.8. Nhưng chị Nguyên có thể test thử coi là nó có ra được cái xuất cái file dạng này không, thì nó sẽ nếu mà ra được SVG thì nó sẽ là cái file mà đủ chuẩn để mà có thể publish trên mấy tạp chí, cái DBI nó cao. Còn để chị kiểm tra thử lót chưa xong. Lòng lắm chị, nhưng mà chị lòng. Dạ, máy thì máy chị Nguyên xong ngon chưa? Thì cái phần trình bày của em có nhiêu là tới đây là chắc là xong cho hôm nay. Chị... ngon chưa nữa, mò quá trời mò luôn, không thấy ổ đĩa ổ đĩa chứ. Thôi đồ okay. Mới để chịu thôi. Dạ, cái phần trình bày của em là xong rồi, mọi người có câu hỏi gì không? Anh có một câu hỏi là mình sẽ có một cái tool để mình biết được cái trong cái on acid á, mình sẽ có một cái tool để mình biết được cái nhóm exome đó nó sẽ mã hóa cho ra protein nào đúng không? Để mình nhận biết được cái ví như thầy của anh Diệp nói á, để mình sẽ nhận biết được nó biểu hiện ra CD31 thế nào vân vân đúng không? Dạ đúng rồi anh, nó có một cái file gọi là GTF, thì cái bữa tới á nó có cái tool gọi là D6 đúng không? Nãy nghe anh Thiệp nói. Dạ, D6 thì khi mình xài cái tool D6 á, mình sẽ load cái GTF vô, thì nó sẽ cho mình biết được là cái gen đó từ vị trí nào tới vị trí nào biểu hiện sao, là nó dựa trên GTF đó. Ok, rồi. Dạ. 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 Vân vân cái đó. Dạ. Trên Anisic thì mình sẽ sử dụng nó, nhưng mà còn trên DNA thì mình không biết được đâu. Đúng rồi. Anh có để xài nhưng mà nó ra kết quả kỳ lắm. Đúng. Rồi, cảm ơn em. Dạ dạ. Dạ mọi người còn câu hỏi gì không ạ? Còn ai hỏi gì nữa không kìa? Chưa biết gì để hỏi. Thanh ơi, xong Thanh về, Thanh cắt phần của Hiệp riêng, phần của Giang riêng nha. Ok. Mà cái đoạn gì nhỉ? Sau tí chị gửi cho em cái password của YouTube, em up lên luôn nha. Xem nội dung nào, chém gió linh tinh, cắt bớt đi. Không cần chắc đâu. Cái phần này chắc anh Thắng chắc stop recording, nếu mà không có mọi người không có hỏi thì chắc có thể stop recording cho nó nhẹ cái file. Ok. Thắng giàu mà cứ để Thắng ghi.